cách thành phố Buôn Ma Thuột 56 km về phía nam theo quốc lộ 26. Hồ Lắc thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Tuy nhiên, gần đây, hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên này đang bị xâm hại nghiêm trọng. Hồ Lắc được mệnh danh là hòn ngọc xanh của Tây Nguyên. Hàng năm khu du lịch này đón hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế, đem lại doanh thu lớn cho ngành du lịch Đắk Lắk. Thế nhưng Hồ Lắc đang bị xâm hại nghiêm trọng. Điều này đã khiến cho điểm du lịch này ngày càng trở nên kém hấp dẫn du khách. Suy nghĩ của em là lấy cái Hồ Lắc là phải nó cũng thơ mộng như thế nào đó, em không thành công về được, nhưng mà khi tới đây thì không có như ý em lắm. Trước đây vào mùa khô, diện tích mặt Hồ Lắc rộng hơn 500 hecta, nay chỉ còn khoảng 300 hecta. Thắng cảnh Hồ Lắc đang bị xâm hại và xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là tình trạng chặt phá rừng tràn lan khiến cho cảnh quan ven hồ không còn xanh tươi như trước. Nhiều diện tích mặt hồ trở thành chỗ chăn thả trâu bò, lau lách mọc ung tùm, dòng nước đục ngầu, những chiếc thuyền máy, thuyền độc mộc phục vụ du khách nằm chọc trơ. Bao quanh Hồ Lắc giờ đây là những đồi núi chọc, những cây lớn đã bị chặt phá gần hết. Mấy chục năm hôm nay là tôi là từ nhỏ đứng lên đây là tôi thấy là năm này là càng kiệt nhất. Thì tôi muốn ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhân dân cùng nhau để xây dựng lại cái Hồ Lắc này để lữ khách ở đây càng ngày càng đông hơn. Do không giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nên Hồ Lắc ngày càng kém hấp dẫn du khách. Phần lớn du khách đến đây chỉ một lần rồi không quay trở lại. Nếu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk không nhanh chóng đầu tư, cải tạo thì trong tương lai không xa, giá trị du lịch của Hồ Lắc sẽ biến mất. Và như vậy, đồng nghĩa với việc mất đi sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số sống quanh hồ và một phần nguồn thu ngân sách địa phương.